Trời ơi, tôi đang ngoài vườn á. Tôi trồng mấy cây ớt Hàn Quốc nè. Rồi mỗi lần muốn ăn ra ngoài hái cực quá, ra dọn vô đây cho nó gần gần. Mỗi lần ăn vô hái cho nó gần. Ớt mới Hàn Quốc nữa hả? Ớt Hàn Quốc đó. Ơi, tưởng mấy đứa nhỏ với mấy gái đàn bà người ta làm ai nhà chú đừng ông, chú cũng làm dữ vậy ha. Cũng làm gì? Chị thím nói vậy sao? Làm trứng Hàn Quốc đó, tối ngày tôi ớt Hàn Quốc hoài. Trời ơi, thím nói gì tôi không hiểu gì, thì tôi trồng ớt Hàn Quốc thiệt chứ bộ. Thiệt không ông nội? Ừ, thiệt. Ủa mà thím qua đây có gì không? Định qua chú mượn ít lít rượu về đám dỗ bà nội hết. Mà vô nhà đây không có ai kêu thím đi đâu mà chú. Bà đi đâu đó chờ tím, chờ chút xíu đi, tôi đang bận tay, có gì lát bà về bà lấy cho mượn ha. Rồi hả, vậy thôi, vậy tôi về đây chút xíu tôi qua. Thì ở chợ chút xíu bà qua liền. Ơ cô, ơ cô, có ớt nhà bố cô. Ai vậy chú? Tao đây. Ủa trời ơi, chú ba sao hôm đó cũng gầy ba sao hôm biết mày thiệt sao á, nói mày hoài đâu mày kêu, mày kêu tao bằng mai táng đi, quảng cáo dịch vụ cho tao luôn thể. Qua có gì không chú ba? Nói nghe nè, cái mái nhà tao nó hư rồi. Ủa? Mày làm ơn mày coi, mày qua mày sửa giùm tao. Ủa mới sửa bữa hư nữa lắm rồi, tao nói thiệt, cái ngang hạn hán mà không mưa gió gì trơn hết trọi, bây giờ nước mặn nó ngập tới mấy xã kia rồi. Vậy ha, bây giờ không có cái máy bơm là không giải quyết được cái gì hết. Mày qua mày mặn giùm tao. Rồi lát con lãnh con qua liền. Con có mưa qua đây chơi ha. Ơi, con qua con mượn mấy lít rượu về đám giỗ bà nội hết nè. Ủa mới đám giỗ lẹ ha. Dạ. Không ai nhà hết rồi sàng sàng đi gặp nè. Ừ. Coi ông trồng ba cái ớt đó. Ở Hàn Quốc đó. Thì không, ổng làm mọi trứng Hàn Quốc chứ ớt về xứ mình ớt ớt bún, ớt sừng trâu, ớt hiểm bỏ ba cái phân gà ăn xé lưỡi luôn chứ ớt Hàn Quốc gì trời. Đó, chú bà sờ thấy em bả không? Trời ơi, người ta ớt Hàn Quốc nó thiệt bảo tin, bà tưởng con đặt ra cái tên đó. Bởi mày sao? Mày không có đọc báo đọc chí, mày không có theo dõi đài tình hình đồ này nọ thấy không? Ừ. Không nghe là vô. Đây nè, bây giờ mấy cái ớt này á, hễ có kinh tế thì mình mặn thôi, chứ đâu phải đu theo hướng ngoại chi đâu. Cô người gì cũng được. Vậy nào vậy, vậy 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 vậy. Đúng ông sao rồi mình vô đá cả. Sao vậy? Giờ lùa qua đây đi, đứng qua bên một phe đi. Trời ơi, cái gì vậy? Nói nhỏ chứ. Cứ lâu thì cứ lâu tôi, đừng có lâu. Lâu cái gì? Ông chơi ra. Ê trời, mà tâm trắng hả? Cái chết trắng. Trời ơi, cái gì chết trắng? Nên. Ai vậy? Ông nín cho mày không lâu, ông đừng có xía vô cái vụ này. Bây giờ tôi nói cho Thím nghe vậy. Thím chạy ra đường Thím kiếm thằng Hớt với Hải con tôi. Dạ. Tôi đi đâu mất tiêu hồi nãy giờ tôi kiếm gần chết mà trong nhà vậy á. Tôi về nhà tôi lo hậu sự hơn sao? Thôi bây giờ em đi kiếm tụi nó liền. Đi. Thôi đó, đi lẹ lên. Rồi. Nhớ nghe không, Thím Hớt Hải về liền chưa? Rồi, em về đi. Ai chết trắng. Không ai chết trận rồi á. Ông là ông nhiều chuyện thú đảng, tôi có nói chuyện này cho ông nghe đâu. Sao mày gặp tao mày cứ xỉa xói tao hoài vậy? Không có hồn rươi gì đâu, đừng có tính vô đây. Nè, mọi người nghe tôi chỉ nè. Nghe thì giữ bụng, không được xì ra. Vụ này nguy hiểm lắm nha, nhớ nha. Tôi về đó. Trời ơi, làm giống gì tao cũng không hiểu luôn. Nó làm như trưởng ấp, nó kêu mọi người phải nghe lời đó. Nghe cái cụ loay tao nè. Ngộ ghê. Trời. Nhà con tiên chạy ra chạy vô dẫn chờ vậy. Mà số mình bây giờ có cái chết trắng nó vô tới nào rồi hả? Không phải, chú ba nghe không có rõ. Vậy? Không phải cái chết trắng mà người ta gọi là tấm trắng. Con nghe là tấm trắng. Sao tự nhiên quẩn tấm trắng là tấm sao ta? Vậy nói chú ba, ở bên chú ba nhưng mà chú ba nói chú ba nghe. Ví dụ chú ba biết sao, tại giờ đây phong trào rồi, thấy không? Con trồng ớt Hàn Quốc tưởng đâu là con là hội chứng Hàn Quốc. Rồi nói liền cái nọ tùm lum hết trơn, mà thật sự giờ đó phong trào, tự nhiên da dẻ đẹp gì không chịu. Bây giờ mày đặt đi tấm trắng. Tấm trắng là nghe chú ba biết không? Sao? Là có nghĩa là vậy nè, đó đang da đang bình thường ha, hơi đen tiếp bắt đầu che cái bột lên, cái đầu nó nạo rớt đen xuống là trắng bóc luôn, giống như bạch tạng vậy đó. Vậy đó trời hả, cái xóm này riết là coi không được rồi nha. Ủa sao chú? Nhưng mà yên tâm, ta hễ nó nạo là phải ra máu, mà ra máu là nó phải chết, mà chết là phải dính tới chạy hồ. Ta đi về, ta chú ba qua sửa cái máy tao á. Đúng là bệnh nghề nghiệp. Má ơi! Để coi cái tháng này ông bả lời được nhiêu. Mượn mẹ tư nè, mày dai thiệt á. Dai như đĩa nha. Đòi nợ đi rã cái giò. Chủ lộn rã cái hồng cái đồ được.
ba ơi, má ơi, ba ơi. Chị. Ông ba ơi, trong nhà con sao có chứ thầy ma nó nằm chết sình trong á. Thầy chết ma à? Dạ. Có thầy ma hả? Dạ. Ba, kìa ba làm sao? Hả? Không có làm sao hết. Bây giờ nghe chú nói. Bây giờ mày ngồi đây, ngồi đây. Bây giờ mày nghe tao nói. Bây giờ đó, cái thầy ma này, dạ, cái thầy thôi, không phải là ma, cho nên bình tĩnh không nên sợ. Thôi, bây giờ con đi cho ba má con hay con báo công an luôn. Thôi. Dạ. Tại sao phải lo công an? Bây giờ nghe chú nói bình tĩnh mà trời nghe đây ra. Con không được báo công an. Tại vì cái xác này nó không có chủ nhân. Nếu con báo công an, gia đình con sẽ bị liên lụy. Không có đơn giản đâu. Chú sẽ báo là con giết người. Trời ơi. Mày để cái này tao ăn cho. Chú nói con nghe, con phải để chú ăn. Hả? Mày bây giờ mày chỉ bàn với cha mày là để cho tao làm cái này gọn gàng. Nhưng mà chuyện này con nghe thế nào cũng biết à. Làm sao biết được? Làm sao biết được? Bây giờ nè, nếu mà mày báo công an, cái xác này sẽ đưa về huyện, người ta sẽ mổ xẻ ra, người ta sẽ moi móc ruột gan ra. Tao lấy cái gì tao ăn? Trời ơi, con phải để cho chú ăn. Ha? Mày thương tao đi. Bây giờ mày về báo với cha mày, chú sẽ bớt 10%. Trời ơi, còn cái tiền này chú sẽ bớt 10%. Trời ơi, chuyện này mà chú đặt điều kiện nữa chú ba ơi, không được đâu. Đơn giản như vậy thôi nha. Mày nhớ như vậy. Trời đất cờ đi. Thằng quỷ sao? Bà, anh mày đi đâu từ hồi sáng mơ tới bây giờ tao kiếm mày không ra. Anh mới về, anh mới về. Mới về. Phạm tới đây chứ đi về về đi. Làm à, sao gì đâu rồi. Mày đi đâu mà mày với thằng em mày tao kiếm gần chết luôn ở nhà bao nhiêu chuyện rối bời nè. Ơi, có đi thu tiền góp cho bà nè. Tiền góp đưa đây, đưa đây. Không được, đưa cho má mới được, không đưa cho bà. Đưa không được. Trời má dặn rồi. Má mày dặn cái thằng ơi bây giờ. Anh cái bàn phật để ngoài đây được không? Bàn phật để chi? Để chi? Là đám ma. Đám mai. Cái xác chết trong này nè. Ê ê ê. Đi về. Đi sao về được? Về vô tôi đi. Đây này này, tôi nói chú nghe. Cái người giải quyết khỏi đang sao về được. Bây giờ chú hãy nghe tôi. Thằng này nó rối gì được, anh cũng rối nữa à. Tôi biết chú rối là đúng. Tại vì cái xác này là không có ai thừa nhận nó. Bây giờ chú phải lo. Nhưng mà chú phải yên. Chú mà nói lên nha, tôi sẽ làm chứng. Gia đình chú liên lụy kinh khủng lắm. Bây giờ chú để cho tôi lo cái xác này cho. Bây giờ tôi ăn cái này. Ăn gì vậy? Tôi ăn. Ủa chú ba ơi. Trời ơi, đi vậy tôi đi bà, tôi đây không có được mà. Bà nó không biết đâu rồi bà. Mày đi đi. Tôi là châm ăn, mày đi ra cho bác. Tôi là châm ăn xác chết mà, chú nói vậy đâu có được. Ông là kênh kênh phải không, quà quà phải không? Kênh kênh quà quà gì cũng được. Bây giờ nè, tất cả mọi cái tôi lo, tôi tính 10 triệu. 10 triệu tôi đâu có được mà. Này. Sao không được? Ôi, đi ra coi. Chỗ người lớn nói chuyện mà nói hoài. Bây giờ vậy nè, tôi biết chỗ hàng xóm láng giềng. Nhưng chú ít khi nào chú nói chuyện với tôi, chú không biết cái tính tôi. Bây giờ vậy nè, đơn giản. Trong xóm bớt 10%, chú ăn 10% tiền đầu rồi còn cái tài ai tao đã bớt được tao mập rồi đó vậy má. 10% chế hết hả? Bây giờ nè, khuyến mãi luôn, khuyến mãi một cái bàn phật. Trời ơi, bàn phật tao nói không có được. Làm sao không được? Bây giờ chú nghe tôi nè, bây giờ nè, tôi quả hình bằng uy tín. Bây giờ nó đang nhắm mắt, tôi đưa vô uy tín, tôi cho nó mở trợn trắng lên. Trời ơi, gì tôi gì không có gì à, chưa vậy tôi biết mà anh cứ kỳ cục quá, anh phải cho tôi lo cái vụ này. Đây nè, không là bây giờ anh lại tôi thì chỉ cũng có một cái điều đơn giản như vậy nữa thôi, là phiến mãi hai cái phướng ước gì đây. Còn nếu cần là về vấn đề thầy tụng, tôi cho anh một cái cuốn băng luôn, mở 24/24 rồi sau này cuốn thân mình cứ mở. Tao chứ về chú ba ơi, giờ nhớ như vậy nha, đổi nhà con ở trong rồi nhớ là để cái phần này tôi ăn nha. Dạ. Cái xác này chú ba. Con mười mày mới tới chăng? Tới mười. Bây giờ đây, đây. Con mười nó tới chăng? Bây giờ nha, thím phải làm chứng giùm tôi cái vụ này. Cái xác ở cái nhà này là tôi ăn rồi. Là tôi bớt 10% à? Cái xác này tôi ăn rồi. Thành thử ra đó, nếu mà nó để cái xác này cho ai ăn là tôi quậy tới cùng. Con làm chứng cho tôi nha. Ông đi về đó tôi đi. Đi về cho bên tôi lại cần kiếm mười. Ủa rồi ai kêu ông qua đây vậy? Ông là kênh kênh mà, hay chỗ nào có thầy ma là ông tới. Mà thầy ma ở đâu? Rồi bây giờ chuyện sao rồi? Thím nãy giờ thím đi đâu rồi? Trời ơi, đi kiếm thằng Hớt, thằng Hải cả buổi trời không có gặp nó. Trời kiếm con chi? Mày nín đi, đừng có hỏi. Vậy thím đi, thím chờ tôi đi. Điện thoại đi, trời ơi. Kêu xe. Ủa chuyện gì vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy? Chị mày ơi, đưa coi, được không? Ủa bà mà sao không bóc máy? Thôi nó nhìn lên bà. Alo, nhìn lên. Taxi phải không? Hồi nãy tôi gọi chiếc taxi vô đây nè. Tới liền đi. Tới chưa? Tới rồi mà sao nè, em trả lời chứ. Tốn cuộc điện thoại, chờ chút đi. Tới chưa? Tới rồi. Vô đóng băng bó. Gì vậy? Không có ai. Má mày chứ ai? Trời ơi, má hả? Trời ơi, má. Phải rồi.
vợ chồng bà ơi, con cưng của ba ơi, sao vắng tanh vắng ngắt vậy nè con à? Đám giỗ má con dọn lên bàn xong rồi, chờ vợ con qua ăn á con. Ủa sao im gu vậy? Bả à, bả, vợ chồng thằng bả đâu? Trời ơi tao điên hết rồi nè. Bữa nay là giỗ má mày, mày ở dưới đất đẻ mày chui lên thằng đi. Thả mày, thả mày, thả mày, thả mày, thả mày. Chữ con trăm xem ngàn nghe con cũng chấp nhận, nhưng mà tía ơi bữa nay con gì vậy, đám giỗ của má không được tía ơi. Đi ngồi lên ghế đi tía, ngồi ghế đi nghỉ tía, con có chuyện. Trời ơi máu sản hậu tao nó nổi lên mà. Trời ơi tía, con có chuyện, bữa nay con không về đám giỗ tía, tha thứ năm sau con về trước 4 ngày luôn nha tía. Mày ở dưới đất nẻ mày chui lên hả? Con có chữ gì tía, chữ tía mời vô đi. Dạ, tía ngồi ở đây con vô. Em bữa nay sửa mã má mày cũng bỏ đi luôn à? Cắt sửa hả? Đồ dưới đất nẻ chui lên mà tao đập, tao phá nhà tụi mày đó. Trời ơi trời ơi. Con gì vậy? Con dâu yêu quý của tía. Rồi sao ra nông nổi này nè con? Tắm trắng. Đâu quay mặt qua tía coi. Thôi cứ quay mặt đâu nữa trời ơi. Từ đâu? Đi 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 mãi mãi ơi. Tím ơi, tím ơi. Dạ dạ. Tím kia làm sao? Trời ơi tím đợi con. Dọc dạ. Từ từ con ơi, đừng làm tía sợ. Ôi đi đâu vậy hả? Trời ơi ừ, ê, sao bỏ mình tao ở nhà vậy nè? Trời ơi. Dạ hết ơi con. Ở nhà coi nhà. Dạ má con, má con. Dạ má đi bệnh viện rồi ông nội. Thôi rồi đi ông nội. Cái gì vậy, cái gì đó trời ơi, cái gì mà sao mà cái gì ôm sùm trời đất vậy? Ủa? Dạ, ủa nhà có gì mà sao tùm lum vậy con? Dạ. Má con đưa đi đâu vậy? Má đưa đi bệnh viện rồi. Vô viện rồi, vô viện rồi. Ủa sao vậy, tự nhiên đưa đi bệnh viện là sao hả? Dạ, dạ má con thoa kem trắng da, bây giờ nó sưng múp lên như là thằng chổng chết trôi vậy đó. Trời. Dạ, đưa đi bệnh viện rồi. Nói vậy là tâm trắng gì đó phải không? Dạ. Trời bây giờ thấy không, thấy không? Trời tôi khổ ghê vậy. Tự nhiên mày đặt mày xài ba cái mỹ phẩm thì mày bả không rõ nguồn gốc, ra đó bị dị ứng là đúng rồi. Mày nói thiệt mà vợ con mà nó mà làm cái kiểu đó tâm trắng hả? À? Ly dị liền. Trời vậy. Chú ơi. Không biết xài thằng bậy bạ. Chú đừng nói hay. Bữa con thấy mấy cái gì ở trên xóm nè cũng bu lại mua mấy cái bịch đó đó, mà con thấy vợ chú cũng có mua nữa đó. Có vợ. Cái gì? Ba mua nữa hả? Dạ. Mà phải không? Trời ơi, con nói giống chú đi được cái gì? Trời ơi, hèn chi mấy này nghi là có mà không biết không? Vợ con á, nó khiêng cái mang heo nó vô trong nhà, nó giấu len len lúc nó tắm, nó hồi này nó tắm không biết tắm gì bây giờ. Vậy là chắc chắn rồi hả? Dạ. Trời ơi, chắc chắn rồi. Ông trời ơi, con vợ con sao chắc rồi. Trời ơi, chắc chắn rồi. Trời ơi, con nó mù lên rồi. Nội ơi, sao không ở nhà nha? Để con chạy vô bệnh viện coi má con sao. Đi con, đi. Trời ơi, thiệt tình mà. Chuẩn bị. Ủa? Chú Chính mới lên hả? Con đám đúng mà. Nó phải thông báo cho chú. Mặc dù cái xác này nó không có người nhận, nhưng mà trong nhà mình phải lo, phải không? Nhà con ơi, nói thiệt chứ chú nghe. Cái xóm mình không biết bị cái gì, không lục lọi mà xác chết trâu đâu, cứ thả nhà cái cho bắt ớn luôn chú. Mà thiệt con nói cho chú nghe, ăn xác chết là con mà. Thời tới cản không nổi, bây giờ con vô con lo cái xác này trước. Xong rồi cái con lo mấy cái xác kia. Thân ơi, bận biểu quá mà nó ôm nhôm này chú. Bây giờ con lo cái xác này. Đâu? Bãi đâu? Anh bãi đâu đâu? Đâu có xác nào đâu đây. Đưa đi hết rồi. Chú nói gì? Đưa đi hết rồi. Ai đưa đi? Thì nhà này đưa đi. Tại sao vậy? Chú chủ trương đưa cái xác này đi. Chú biết như vậy là chú đã giật chân cơm của con không? Tại sao vậy? Tại sao cái xác này hồi sáng con nói để con ăn mà bây giờ đưa cho người khác ăn? Con sao quậy? Chú mà. Hả? Chú chưa về mà, hả? Tại sao bây giờ em tới thiệt là đúng lúc. Bây giờ là hỏi là nói cho chú Chính nè. Dạ. Hồi sáng chính cô là cô làm chứng cho tôi đúng dạ, không? Dạ. Là cái xác ở nhà này là tôi ăn. Dạ.
tôi đi qua tôi lo cái xác khác. Dạ. Tại sao ở đây đưa cho người khác ăn? Cái đó là lý do gì? Đâu có, đưa đi rồi. Đưa đi đâu? Đưa đi lên bệnh viện rồi. Bệnh viện cái gì? Tôi đã nói không có mổ xẻ gì hết để tôi ăn mà tại sao vậy hả? Bây giờ có cái xác mới chú ăn không? Có xác mà. Có. Lẫm luôn. Lẫm luôn phải lẫm không? Lẫm bù. Lẫm bù. Cái này đưa đi phải bù tôi khác đúng trời thương tôi. Dạ. À. Biết xác là ai không? Chỗ nào chỉ tới đi. Vợ chú á. Cô khéo giỡn, tự nhiên đang rối mà đi giỡn. Trời. Xác bà tôi ăn sao hết? Con không có giỡn chú ơi, vợ chú thiệt. Con nói chú nghe, tôi nói bà bày đặt, bà nghe lời người ta, bà đi tắm trắng. Người ta nhỏ con, người ta chui vô cái khạp, người ta ngâm dừa. Con bà bự chầm qua vậy, là cái gì mà ngâm? Bà mới nghĩ ra kế ngộ lắm, bà lấy cái hòm, bà tét chai lại, bà đổ thuốc vô, bà chui vô trong đó, bà ngâm. Bà ngâm cho trắng đó, mà nó không trắng bây giờ là nó thấm thuốc, nó nở nước ra, nó sưng tấy cứng cắt cái tổng luôn. Đó lúc bà phát hiện ra bà ngáp ngáp rồi. À, rồi đó rồi con mới kêu mọi người lại, lôi bà ra lôi không được. Mà công nhận nhà chú đóng hòm tốt thiệt luôn. Chắc chắn tôi làm rồi. Đó, chắc tôi làm. Con cử 4 thằng nó nại mà văng được cái đinh ra, bà xỉu luôn. Bà xỉu luôn. Rồi con đưa kêu 4 đứa rồi, chở bà với cái hòm lên bệnh viện rồi. Đưa lên chảnh rồi, có cử 4 thằng theo là có gì lo hậu sự đó. Chở bệnh viện. Chở bệnh viện rồi, mới chở đi. Bệnh viện, chở đi bệnh viện rồi, bây giờ chú chạy lên chảnh đi. Chở nguyên hòm. Nguyên hòm với bà đi luôn. Chứ giờ lôi ra không được thì sao? Vậy là lỗ cái hòm, bà chịu. Bà chịu còn tốn tiền bệnh viện nữa ha. Trời đất ơi. Vậy, chết, mẹ rồi, chết. Tía ơi, bây giờ tía ở nhà nha, con chạy lên bệnh viện chút xíu rồi con vòng về với tía nha. Tía ở nhà. Mừng. Dạ. Mày có nói thiệt không hay là mày giỡn với tao? Dạ không, con nói thiệt. Nằm trong hòm thiệt luôn hả? Nằm ở trong hòm, chở cái hòm với bà đi luôn. Thôi rồi, mày lụm cặp xanh, chuẩn bị lo phủ. Mày lo đáp cho tao nè. Đồ có thơ đua rồi, cha mẹ sanh sao để vậy đi. Mày đặt đi tắm trắng, dân ruộng mà lo tắm bùn đi. Mày tặc tắm trắng chi vậy trời?